Hi, xin chào tất cả các bạn và chào tất cả mọi người đang xem kênh của mình nha. Thì hôm nay cũng cuối tuần rồi mà hôm nay mình có nhận một cái cây, một cái mai của một người bạn ở trên YouTube. À, để mình quay cái hồ cá của mình cho các bạn xem. Đối với bạn mình nuôi cá gì trong đây nha. Nè, cá này là mình nuôi nó đẻ ra, mình nuôi luôn. Dạng lắm, đụng nước chạy lại nè. Đó. Đó, đố bạn cái gì nha. Rồi, mình có mấy sáng này mình mới có nhận được một cái cây mai. Thì mà hồi tối mình có nhắn tin với bạn đó, bạn đó nói có cây mai mà không biết cách chăm. Để trong kẹt á. Đây nè, mình quay cho bạn coi. Để trong kẹt nó cứ lên cao vả da lá mà nó không có da bông. Thì đây là cây mai tứ quý mà. Mình nó kêu bạn đó cứ cắt hết đi. Cắt gọn nhất có thể là chở xuống cho mình. Thì đây bạn đó cũng cắt nè. Thì đây là cái gốc mai tứ quý nha các bạn. Thì giờ mình sẵn mình quay mình cho bạn đó xem cách mình trồng lại và mình sẽ ghép luôn chứ mình không có để nha. Bây giờ trước mắt nè, hiện tại bạn nó đang trồng đất nè, đất không à. Thì bây giờ mình phải lấy hết đất ra và mình trồng lại, sau đó mình ghép. Thì cái clip này mình sẽ quay lại cái cách mình làm cho bạn đó xem và các bạn cùng xem nha. Thì bây giờ mình sẽ đem cái cây này qua bên hông, chứ để đây làm nó dớt đất da dơ nhà lắm. Làm xong đi mình đem qua đây. Rồi bây giờ để mình vinh qua bển cái. Bây giờ cái điều đầu tiên mình làm á, mình nhổ ra các bạn, chứ giờ mình vinh hết nổi rồi, nặng quá. Chậu nó toàn đất không à. Đất không. Ồ, bạn nó trồng chôn cái thân xuống sâu quá. Rồi còn cái gốc này nè, như cây này á thì bây giờ đất nó bị ướt, mình khều đất ra được nhiêu mình khều, không thì mình lấy cái giò nước á mình xả trở hết đất đi nha. Thì bây giờ chắc mình lấy cái giò nước mình xả quá. Tại cái này có một mình vừa làm vừa quay á, cũng hơi khó. Thì tại sao mà mình phải lấy cái giò nước mình xịt mà mình không lấy cái cây hoặc là lấy cái tay mình cưỡi ra? Thì tại vì bây giờ nó cũng là đầu tháng 5 nữa các bạn. Bây giờ mà mình cửa ra thì nó bị đứt rễ nhiều quá. Mình lấy cái giò nước mình xịt cho nó hạn chế đứt rễ. Chứ cái gốc tứ quý này nè, nếu mà mình cắt hết rễ, cắt bớt rễ luôn á thì cũng sống nữa, chứ nó không có chết. Nhưng mà mình để vậy cho nó lẹ. Tại giờ nó cũng tháng 5 rồi. Giờ mình làm cho nó lẹ để mình ghép vô cho kịp Tết mình xài luôn. Thì Tết mùa đầu vẫn xài được nhưng mà nó ít bông thôi. Rồi sau khi mình đã lấy hết 99,9% đất ra thì nó bộ rễ nó đã sạch hết rồi nè. Bây giờ mình sẽ lựa những cái giống như là dây nè, bạn thấy không? Rồi mấy cái rễ mà bị thúi á mình cắt ra. Sau đó mình sẽ ngâm với một gói Atonit. Thì trước khi ngâm bây giờ mình sẽ cưa ngang nó để mà mình ghép. Cưa trước mình chét keo trước. Đó, nhưng mấy cái rễ này nó bị thúi nè, bạn coi nè. Đó thấy không? Mình lấy ra hết đi. Ở ngoài kia có chiếc máy cày đang xới đất á, không biết các bạn nghe có ồn không ha. Nếu mà nghe có ồn thì các bạn thông cảm nha, tại vì người ta đang xới đất, mình đang làm trong đây nè, không lẽ giờ mình ngưng lại. Nói chung bộ rễ này nó cũng còn tương đối tốt lắm các bạn, nó chỉ bị thúi mấy cọng rễ cám thôi, còn mấy cọng rễ bự là nó không có thúi. Đó, mình lấy sạch ra hết luôn. Rồi sau khi mình cắt và mình tỉa cái bộ rễ này nè, mình tỉa cho nó gọn lại. Đó, sau khi mình cắt mình tỉa bộ rễ, bây giờ mình sẽ bỏ vô đây ha. Mình tạm thời bỏ vô cái xe rùa của mình đi, để mình pha gói Atonit. Mình pha gói Atonit thì mình ngâm nó, mình ngâm ít nhất là 1 tiếng. Thì bây giờ một gói này mình pha cho 20 lít nước nha, mình ngâm nó nha.
mình ngâm 1 tiếng đi, thì trong thời gian ngâm thì bây giờ mình sẽ đi trộn phân, trộn giá thể chứ lộn. Thì trong lúc mình ngâm nè, mình lấy keo mình chét cái đầu này luôn nha, thì mình chét liền thì nó sẽ tốt hơn. Thì cái keo liền sẹo này nè, nhiệm vụ của nó là chét để cho không có nước thấm vô, nó không có làm mục cái cây, và đồng thời là nó có cái chất làm kháng núm luôn, bị núm rồi đó. Nói chung là vi khuẩn đó, nó có chất lưu huỳnh đó, nó diệt được vi khuẩn. Còn cái đặc biệt nữa là keo này là keo siêu liền thẹo, các bạn sức vô nó mau liền thẹo lắm. Tại vì cái gốc tứ quý này nè, nó liền chậm hơn cái thằng mai vàng, thì bây giờ mình sức vô cho nó mau liền thẹo, nó kéo nhựa lẹ lắm. Rồi vậy thôi, rồi tới chừng mình ghép á, xong rồi mình cắt ra mình ghép, xong rồi mình chét thêm một lần nữa. Giờ mình chét cho nó khô trước. Rồi cái giá thể ở đây thì mình dùng là sơ dừa, thì cái đó ai cũng biết rồi, với chấu, với cho mình đốt với chấu á, thì mình đốt tỷ lệ là 8:2, chứ đừng có đốt mà nó cháy hết nha. Nên mình đốt để sẵn nè, đang nắng lắm bạn ơi. Giờ mình hốt vô thì tỷ lệ pha là chấu đốt với xì dừa đó là 1:1 nha. Rồi mình đi lấy xì dừa, xì dừa bữa mình lấy 100 bao nay xài cũng hết rồi. Rồi thì cái phân nửa, từ ở phân nửa chậu trở xuống á, thì mình trộn với tỷ lệ là 1:1, tỷ lệ chấu đốt nè, sơ dừa với chấu là tỷ lệ 1:1 đều nhau nha. Thì bây giờ là nửa thùng bê nè, đổ vô đây mình trộn luôn. Sơ dừa nửa thùng, chấu nửa thùng, rồi mình chọn. Rồi sau khi mình trộn tỷ lệ 1:1, bây giờ mình sẽ đổ nửa thùng vô nha, là cho lớp dưới nó là tỷ lệ 1:1. Đây. Vì sao mình chọn 1:1 mà đều hết đúng không? Mình chọn 1:1 đều hết, mình cho lớp dưới là tỷ lệ 1:1 để cho nó thoát nước tốt đó các bạn. Còn lớp trên mình sẽ thêm một cái gáo cát nè. Đây là cái gáo cát nha, mình sẽ chọn vô luôn. Và mình đồng thời mình thêm một chút sơ dừa nữa. Để cho ở trên nó giữ nước, xong rồi nó thấm xuống dưới là thấm lẹ xuống, nó không có ứ ở dưới để nó làm lạnh rễ. Nếu mà cái cây của bạn mà bị lạnh rễ á, thì cái độ phát triển của nó sẽ chậm hơn. Đó là cái cách làm bên mình thôi, kinh nghiệm thực tế của mình vậy đó, nó thấy nó tốt thì mình làm thôi, mình chia sẻ cho các bạn. Giờ bây giờ mình sẽ đợi 1 tiếng đồng hồ nha, nãy giờ cũng được 20 phút rồi. Đợi đúng một tiếng rồi mình sẽ lấy cây ra mình trồng nha. Rồi bây giờ nãy giờ cũng được 1 tiếng gần 15 phút rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ra, mình lấy ra nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái rễ này ra, mình để cho nó khô. Để cho nó khô để mình lấy keo mình chét mấy cái đầu rễ hồi nãy mình cắt nè. Mấy cái đầu rễ nè, mình cắt quá trời nè. Đó, mình để mình nó khô xong mình lấy keo mình chét mấy cái đầu này bắt đầu mình trồng. Thì trong thời gian này thì mình sẽ múc cái nước nãy giờ mình ngâm nè.
mình sẽ tưới lên cái giá thể này luôn để cho nó lóng xuống, nó dẻ xuống các bạn, để chút mình trồng. Lấy cái ca, mình lấy cái nón chứ, cái này là cái nón bảo hiểm. Bây giờ mình sẽ tưới luôn, cứ tưới ngập đi không sao đâu, cho nó dẻ xuống. Tưới trước á, để hồi mình trồng nó dễ, rồi mình tưới vậy thôi. Còn cái chậu mình sẽ lấy cái chậu đó nhỏ hơn, tại vì mình sẽ thay cái chậu này cho bạn luôn, tại cái chậu bạn cũng bị nứt rồi nè. Đó, thấy không? Thứ nhất là nó bự quá so với cây mai, thứ hai là nó bị nứt. Sẵn mình cho bạn cái chậu luôn nha, cái chậu này mình cho luôn để gần Tết hay gì đó mình sơn lại cho bạn luôn. Đó, còn đất không nè, nhổ lên toàn đất không. Rồi bây giờ mình sẽ đợi chắc khoảng 20 phút nữa cho cái rễ này nó khô, rồi mình xét keo bắt đầu mình tiến hành mình trồng. Rồi bây giờ mình canh ngay ở giữa mình trồng thôi. Lý do tại sao mình phải có cát, thì có cát để cho nó che lấp vô mấy cái kẹt này nè các bạn, để nó bít mấy cái đầu rễ, nó bó sát rễ á, thì cái rễ nó dễ hấp thụ và phát triển lẹ hơn. Cho nên mình phải ở lớp ở trên mình phải dùng cát, ở dưới mình khỏi. Bỏ xuống rồi lắc 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 cho nó rút vô. Gãy cái thùng luôn mới ghê chứ, thùng tới tuổi rồi. Thiếu rồi, mình đi lấy thêm miếng nữa. Thì xong rồi các bạn, các bạn chứ canh cái gốc với cái ngọn, canh cái gốc với cái ngọn nè, cho nó giữa chậu là được. Sau đó các bạn đổ vô một hồi cái nước mà Atonis mình ngâm hồi nãy á, mình lấy mình tưới lên luôn cho nó dẻ xuống nha, tưới cho nó dẻ xuống. Cũng như giờ mình chưa có tưới, nó chưa có dẻ sát vô mấy cái rễ, thì hồi mình tưới cho nó ngập luôn, tưới hết luôn, rồi mình đem vô mát mình để nha. Rồi chắc cái clip trồng thì mình sẽ làm tới đây thôi. Mấy bạn nhớ đăng ký kênh để xem tiếp cái clip mình ghép nha. Thì bây giờ là mình sẽ ghép luôn chứ mình không có đợi nó lên nha. Thì cái clip ghép mình sẽ quay một clip khác, thì có gì mấy bạn cứ đăng ký kênh và theo dõi nha. Rồi tạm biệt các bạn nha.